Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng có những cái tin mới về đề tài của năm em Quế Vân rồi Ngân 98 quý vị. Thì báo chí cũng mới vừa đăng một cái tin cũng khá là hấp dẫn, là sau khi mà tuyên bố là rời khỏi showbiz á, thì năm em lại muốn mở một cái phòng trà để mà tự hát thôi. Thấy không? Nói chung là bây giờ cũng không có nhờ ai coi như là kêu show, gọi show hay là cái gì cả. Khi mà nghe nói rằng là bị là tẩy chay ra khỏi giới showbiz á, hoặc là có những cái phát ngôn mà thiếu kiểm soát đó, rồi để cho mà sở thông tin truyền thông rồi được mời lên hai lần rồi phạt tiền này đó, thì cũng có khá nhiều những ý kiến của khán giả. Người thì nói chung là hiểu thông cảm cho nam em thì không nói, cái người họ chưa hiểu thông cảm thì họ lên họ chửi mắng, họ chỉ trích rồi họ bêu xấu tùm lum tá lả chân. Thì sau nhiều cái biến cố xảy ra như vậy đó, thì nam em đã có cái quyết định là lên cho Đà Lạt sống, rời xa những thị phi và coi như là tự kinh doanh online bằng những cái sản phẩm mà chất lượng. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rằng là khi mà livestream để bán sản phẩm như vậy thì nam em cũng được khá nhiều khán giả ủng hộ. Tức là ngoại trừ những khán giả mà họ chưa có hiểu rồi họ vô trong đó để họ có những lời lẽ mà không có đúng đó, thì cũng có những khán giả khác họ ủng hộ rất nhiều. Và cứ mỗi tháng như vậy thì nghe nói rằng nam em đã kiếm được tới cả tỷ đồng quý vị. Từ cả tỷ đồng thì cái đó là cái do là cái tiền mà bán ra đó, nhưng mà nếu như mà trừ hết tất cả chi phí thu lại thì không biết là bao nhiêu, chắc chắn là cũng sẽ có lời trong đó, nhưng mà ít nhiều thì mình cũng không có biết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái vấn đề về tự kinh doanh, tự kiếm sống bằng chính khả năng cái của mình và không có dính líu gì tới những cái thị phi nữa, không có lên trên mạng để mà có những lời lẽ qua lại rồi xúc phạm nhau nữa, thì cũng nói một điều cũng là khá tốt đó. Thì sau đó thì nam em lại muốn mở một cái phòng trà để mà tự ca hát đó. Nếu như có tiền thì ok, chấp nhận, mình ủng hộ mở phòng trà ra tự kinh doanh, tự ca hát và tự làm những gì mình thích, miễn sao không có vi phạm pháp luật, miễn sao không có có những cái vấn đề về những cái cảm xúc nhất thời khi mà mình đọc được những cái lời bình luận không mấy thiện cảm của khán giả rồi mình lại lên mình chửi bới này nọ vân vân, thì đó là những điều mà không tốt và nó sẽ ảnh hưởng đến pháp luật nữa quý vị. Cho nên là tự kinh doanh, tự kiếm sống và chân chính là ok, được khán giả ủng hộ. Thì báo chí họ đã đăng là sau những cái lùm xùm và đầy tai tiếng cách đây không lâu đó, thì nam em đã từng công bố trên trang cá nhân về cái việc mà tạm rời giới showbiz và cùng với chồng sắp cưới lên Đà Lạt để sinh sống, bắt đầu cuộc sống là tại một vùng đất mới đó. Thì nam em cũng khởi nghiệp bằng công việc bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra thì trong một cái buổi livestream bán hàng mới đây đó, thì nam em đã bất ngờ tiết lộ nhận được một cái câu hỏi từ khán giả về cái chuyện mình đi hát. Cụ thể là cái bình luận này đã hỏi thăm nam em như sau, là chị còn đi hát không? Thì nhận được câu trả lời này đó, thì nam em nhanh chóng phản hồi rằng chị đang làm sân khấu, mai mốt chị sẽ mời mọi người đến sân khấu của chị để mà nghe chị hát live, ok không? Bình thường người ta mời chị, bây giờ thì chị muốn làm cái phòng trà riêng cho chị, đó là giấc mơ của chị từ lâu rồi, bây giờ chị mới thực hiện được. Nam em miêu tả về ước mơ mở phòng trà của mình rằng là chị sẽ làm thật lung linh, tầm khoảng 100 khách đổ lại chứ không có đông, mời mọi người đến nghe chị hát live, ok chưa? Khi con người mình đã trưởng thành rồi, mình luôn muốn cái gì nó phải là forever. Forever tức là vĩnh viễn, là mãi mãi đó quý vị. Chứ đừng có cái trông đợi người khác book show mình hoài sao được, đúng không? Đến lúc mình phải làm cái việc gì đó mà mình thấy tự tin là nó sẽ đến với mình cả đời. Giống như là khi làm một sân khấu là mình phải luôn tự tin rằng nó sẽ đi với mình cả đời, chứ đừng bao giờ ngồi chờ sung rụng. Biết khi nào sung nó mới rụng, thay vì ngồi chờ sung rụng thì mình đi trồng cây sung đi. Là tự nhiên một ngày cây sung của mình nó sẽ hoành tráng. Tại sao mình không tự nâng cấp bản thân lên để mà cây sung của mình nó thật là hưng thịnh, đầy đủ hơn? Phương châm sống của tôi đó chính là phải tin vào bản thân và tin vào những gì mình đã làm và đã đạt được. Phải tin vào chính bản thân mình. Thay vì trông đợi người khác book show mình thì tại sao mình lại không tự mở sân khấu hát, rồi sau này mình book ca sĩ về sân khấu nhà mình? Đó là cái tư duy của những nhà lãnh đạo kinh doanh, nghĩ những việc lớn nha bạn. Đó là những cái lời mà nam em đã trả lời khán giả trên những đoạn livestream của mình.
Và trước đó thì Nam Em cũng đã từng chia sẻ trong một cái buổi livestream về chuyện là tổ chức live show. Người đẹp cho biết rằng là ấp ủ một cái giấc mơ thực hiện một cái live show ở không gian ngoài trời với lượng khán giả là tham gia lên đến hàng nghìn người. Cô ấy nói rằng là tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm một cái live show mà sân khấu ngoài trời tầm 5.000 khán giả thôi. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm. Và tôi chỉ cần làm thêm cái live show Love Story Number 3 đó, tức là chương trình thứ 3 đó quý vị. Sân khấu ngoài trời tôi đã nghĩ ra một cái sân khấu rất đẹp. Hiện tại thì đang phấn đấu để thực hiện được một cái live show đó. Thôi là xong, nghỉ hưu là được rồi đó. Tôi cần làm gì nữa, quá đủ rồi. Và quý vị, thế đó là một cái bài đăng mới nhất của trên cái trang báo là South Star của một cái người viết có tên là Bình Nguyên. Thưa quý vị, đây cũng là một điều khá tốt. Nếu như chúng ta thật sự mà nói rằng là mà Nam Em có một suy nghĩ mà chín chắn và lứa tuổi mà 30 á, thì nói chung là lập nghiệp là quá là đúng thời điểm rồi quý vị. Hay không ạ? 30 tuổi cái sức sống rất là mãnh liệt phải không? Đó, bao nhiêu mà ước mơ, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu sự tự tin ở trong con người của mình á là bộc lộ. Thì Nam Em cũng đã từng là hoạt động trong giới nghệ thuật, đã từng là một cái thí sinh dự thi rồi đã được giải rất là cao ha. Rồi sau đó thì làm ca sĩ, làm người mẫu, đi đóng phim vân vân và làm lên những cái game show truyền hình, những game show lớn của đài truyền hình và được cả nước họ biết đến. Như vậy là cũng đủ một thành công ở nhất định nào đó. Nhưng mà sau một thời gian đó thì lại ngưng không có làm nữa, rồi có những cái sự mà xung đột trong mạng xã hội làm cho chia ra hai trường phái khác nhau giữa khán giả, người binh người chống vân vân. Thì bây giờ tất cả mọi thứ nó đã dần dần nó qua đi. Đó, nó qua đi. Rồi cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách là thay đổi môi trường sống, thay đổi cái hoàn cảnh sống, thay đổi bạn bè mới, tạo thêm những cái giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đặc biệt là nếu như mà chuyên tâm về một cái mảng kinh doanh nào đó. Không ạ? Người ta nói rằng là phi thương bất phú mà. Tức là phải kinh doanh thì mới làm giàu được. Chứ nếu như mình ngồi chờ sung rụng giống như Nam Em nói đó, thì không thể nào mà mình khá được. Chỉ có nằm ở nhà chờ bầu xô, bút xô kêu đi. Còn nếu mà không có ai kêu xô thì nằm ở nhà ngủ. Không có làm một cái giá trị tích cực gì trong xã hội hết thì nói chung không tốt. Phải bung ra ngoài. Phải làm kinh doanh. Phải làm bầu xô. Phải bút xô lại người khác về làm cho mình. Đó mới phát triển. Hoặc là mình kinh doanh online. Hoặc là mình sản xuất ra những sản phẩm tốt. Made in Việt Nam. Chất lượng của Việt Nam mà nhưng mà giá trị cao. Đó, chất lượng tốt. Thì cái người sản phẩm, những người tiêu dùng đó, họ dùng sản phẩm của mình, họ thấy tốt thì họ sẽ tiếp tục họ ủng hộ. Đó. Cũng mong rằng là những cái suy nghĩ gì mà năm anh em nói được là làm được. Phải không ạ? Nói được là phải làm được. Đó. Cho nên là cũng mong rằng là khán giả mà yêu thương mà năm em á, cùng đồng lòng ủng hộ và khuyến khích những cái suy nghĩ tích cực này. Ha, chứ không bây giờ mà khuyến khích lên trên mạng mà để chửi nhau rồi đấu tố lẫn nhau. Hiện tại bây giờ quý vị mới biết rằng là bên phía của Ngân 98 á, đã có những cái vấn đề về kiện tụng. Thì cái vấn đề kiện tụng này nó không biết như thế nào rồi ha, coi như là không biết nó ra sao rồi, là kiện tới đâu à, coi như là hiện tại bây giờ cũng có nhiều báo chí họ đăng lên những cái bài viết. Cũng trong báo South Star có rất là nhiều phóng viên. Rất nhiều phóng viên nha quý vị nha. Họ theo dõi câu chuyện Nam Em coi như là mỗi ngày để họ nắm bắt những tin tức và họ viết bài. Có người viết bài có một quan điểm rất là rõ ràng, công bằng. Cũng có những người họ viết bài theo, họ áp đặt vào cái lối suy nghĩ của mình cho người khác. Giống như thì họ đã có một cái thành kiến không tốt về Nam Em rồi thì họ viết bài có theo cái thành kiến không tốt đó và họ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, dẫn dắt dư luận. Nhưng mà cũng có những phóng viên họ rất là công tâm, họ là công bằng, họ là một những phóng viên chân chính, họ viết bài theo hướng đúng và hướng sai, tức là cái nào đúng là nó đúng, cái nào sai nêu một vấn đề ra và để cho người ta thấy cái sai của mình để người ta sửa đổi. Đó là những phóng viên rất là chân chính, cho nên là Quốc Võ rất là tôn trọng những phóng viên nào mà viết bài một cách chân chính như vậy đó, chứ không có mà áp đặt, đúng không ạ? Có một bài viết mới đây nè, cái gì đây, của Linh Lan, cũng là viết ngày hôm qua thôi, mới viết. Cái gì đây quý vị, đây
Ngân 98 muốn cưới chồng để con cho đỡ thị phi sau vụ kiện nam em Quế Vân. Đó. Tôi biết để coi mình đọc coi không biết cái gì nha. Ngân 98 cho biết cô cảm thấy rất là bận rộn và mệt đầu khi theo đuổi cái vụ kiện nên mong muốn lấy chồng sinh con. Mệt đầu chứ là cái gì thì thôi. Mất mấy gì phải kiện cáo làm gì? Đúng không ạ? À, mình nói sóc óc người ta. Người ta nói lại mình, rồi mình kiện là sao? Không cần phải kiện nữa, tất cả mọi thứ đã êm rồi. Nam em bây giờ là không có nói gì nữa hết. Im lặng. Đớp qua đớp lại, đớp tới đớp lui, cứ như là đá qua đá lại một thời gian rồi một hai clip rồi thì thôi, chứ bây giờ đâu có còn phải mà lên trên mạng đốc phúc nhau làm gì nữa. Bây giờ là lo kiếm tiền chứ không lo kiếm chuyện, đúng không ạ? Thôi kiện cáo chứ cho nó phiền. Không phải là kiện người ta là thắng là dễ đâu, phải tốn tiền luật sư rồi phải mất thời gian rồi phải làm đủ thứ cào cào hết. Nói chung rất là phiền phức. Ha. Khi mà giải quyết với nhau trước rồi đã, mình giải quyết với nhau bằng một cái tấm lòng trước rồi đã. Ví dụ như mình phải tìm hiểu cái lý do tại sao mà cái người ta nói mình như vậy. Nếu như không có lửa, không có khói, nếu như mọi thứ nó bình thường thì mắc mới gì coi như là năm em đã lên mạng lại nói về Ngân 98 làm cái gì, đúng không ạ? Phải có cái này, phải có cái nọ, có cái gì thì chúng ta cùng nhau dàn xếp chung với nhau trước rồi đã. Chừng nào có chuyện nó quá đáng, nó quá quắc lắm, không có thể nào mà càng ngày càng mức độ càng tăng nặng kìa, phải không? Ví dụ như năm em mà lôi tên của Ngân 98 ra nói liên tục mỗi clip đó hàng ngày mà mức độ càng ngày càng tăng nặng thì lúc đó mà tính sao. Còn bây giờ thì năm em im lặng rồi, không còn gì nữa thì bắt mới gì phải kiện tụng kia cho nó mệt bản thân của mình nè, vừa tốn tiền vừa tốn sức vừa tốn thời gian, đúng không ạ? Rồi là còn phải vướng thêm nhiều cái thị phi khác nữa, nó phiền phức lắm đó. Thì đây nè, báo ăn họ viết là ngày 26 tháng 4, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về vấn đề khởi kiện nam em. Về vụ việc coi như là cái vụ việc nhanh chóng sự hút của, tức là hút sự chú ý của dư luận đó. Đó. Tiết lộ với báo chí thì Ngân 98 cho biết là bữa nay cô đang là tâm điểm thị phi. Khi được hỏi dự định của Ngân 98 trong tương lai thì cô liền nói rằng là dự định của tôi là chính là cưới chồng và sinh con. Ồn ào quá, thị phi quá thì cưới chồng sinh con cho đỡ thị phi. Đây nó không liên quan. Thị phi hay không thị phi thì cái vấn đề cưới chồng hay sinh con gì thì nó cũng đã là thị phi rồi thì nó là thị phi thôi, chứ nó không có cưới chồng sinh con là nó đỡ thị phi đâu quý vị, phải không ạ? Đó. Rồi Lương Bận Quang động viên bạn gái có cho biết anh mong muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi thay vì phải vướng vô cái vụ việc như thế này. Anh nói rằng là tôi thấy vụ việc tốn bao nhiêu công sức thời gian của những cô chú anh chị trên sở, tốn nhiều giấy mực trên báo chí nên khá ấy nấy. Đó. Cái chuyện đó là cái gì không có đáng. Cái chuyện này là cái chuyện cá nhân. Cái này nó không có liên quan đến vấn đề về khởi tố, vụ án hình sự. Cái này chỉ là dân sự chửi qua chửi lại rồi cùng lắm là phạt tiền hay là cái gì đó. Nó không có đáng. Và chúng ta phải làm được cao thượng, nói một lần rồi xong bỏ. Đó. Nếu như có những cái gì mà người ta nói mình mà mình thấy rằng là người ta nó không đúng, người ta vu khống, người ta xúc phạm mình lên mình nói một lần một thôi là xong. Rồi. Đó. Và hiện tại bây giờ thì coi như là nam em cũng đã bị Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông vậy đó. Họ mời lên họ phạt hai lần rồi. Bây giờ nam em là cũng xong rồi, đâu có nói gì nữa. Bây giờ là tất cả mọi người đều lo kiếm tiền đi. Xây dựng cuộc sống gia đình cho mình. Nếu mà có dư giả thì mình có thể là mình giúp đỡ người khác. Những người mà nghèo khó hơn mình. Đó, mình tạo phước, mình tích đức. Như vậy là tốt rồi, chứ không cần phải mà lên trên mạng mà tạo nhiều thị phi rồi chửi mắng người này người nọ rồi gây ra những cái điều mà không tốt chính cho bản thân mình và chính cho gia đình của mình nữa. Hả không ạ? Đó là những cái vấn đề về cần phải xem xét lại bản thân. Rồi trước đó trong một cuộc phỏng vấn riêng, cặp đôi cũng tiết lộ riêng với báo chí rằng là muốn đẻ 4 đứa con, hiện tại cũng đang ấp ủ dự định sẽ sinh giống con Tây. Ngân ao ước một ngày con gái tương lai sẽ mặc lại đồ của Ngân. Sinh giống con Tây là sao? Giờ đang gặp cái là bồ với lại là Lương Bằng Quang mà là xin giống con Tây là thế nào, mình không hiểu được. Còn Lương Bằng Quang bật mí anh khác biệt với bạn gái, lại không muốn con gái mặc hở. Ngân 98 và Lương Bằng Quang xác nhận và cho rằng thời gian qua nam em liên tục có những cái livestream chửi bới xúc phạm Ngân 98.
Do đó ngân 98 và Lương Bằng Quang đã gửi đơn kiện Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long đến Sở Thông tin Truyền thông. Thời điểm nhận quà của năm em, ngân 98 đã gửi lời cảm ơn trực tiếp trên trang livestream. Nhưng tưởng những tử cả hai sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng thì chẳng ngờ thì cả hai là trở thành đối thủ của nhau, liên tục gọi tên nhau, chiến đấu trong các buổi livestream. Đó, liên tục gọi tên nhau chiến đấu, tức là cả hai bên cùng là coi như là qua lại. Thì coi như là làm gì mà có cái gì kiện tụng ở đây, đúng không ạ? Đó. Rồi gì nữa đây? Báo chí hôm nay cũng lên một bài viết, cũng là báo South Star thôi nè. Đây nè. Đó, quý vị. Bài viết trong báo South Star mới nhất của tác giả là Huy Hậu, nói rằng là Ngân 98 và Lương Bằng Quang bức xúc vì bị vu khống lùa gà lừa đảo 600 triệu đồng. Đó. Không biết là ai vu khống này không biết. Sáng ngày 26 tháng 4, Lương Bằng Quang cùng Ngân 98 đã làm việc với Sở Thông tin Truyền thông để củng cố hồ sơ kiện năm em Quế Vân. Trước đó cả hai liên tục réo tên trong các buổi livestream. Qua trao đổi với tạp chí điện tử South Star, Lương Bằng Quang cho biết bản thân anh và Ngân 98 từng bị một số người nói lừa đảo 500-600 triệu đồng, lùa gà các cô gái trẻ để làm đại lý bán hàng. Ngoài ra, cả hai còn bị vu khống thuê nhà, thuê xe dựng lên cuộc sống giàu sang để dễ dàng dụ dỗ. Đó. Nam ca sĩ khẳng định rằng đây là thông tin vu khống trắng trợn, không có bằng chứng. Hơn nữa, Ngân cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Họ không chỉ dùng lời lẽ nặng nề sỉ nhục khi nói về cô ấy mà còn là khinh thường công việc của DJ. Theo đó, những thông tin tiêu cực đã ảnh hưởng nặng nề tới công việc, cuộc sống cả hai. Ngân 98 cho biết bản thân bị mất kênh livestream triệu view. Ngoài ra, cả hai còn bị cư dân mạng quá khích, dọa đánh khi ra ngoài đường. Tuy nhiên, nhiều người cũng có động thái chia sẻ bảo vệ Ngân 98 trước những cái chỉ trích chê bai và miệt thị ngoại hình. Công việc của chúng tôi không ảnh hưởng, thậm chí nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn. Cũng theo nam ca sĩ, anh và Ngân 98 sẽ làm đến cùng với những cái cáo buộc vừa qua trên sóng livestream của một số người nổi tiếng. Vào ngày 20 tháng 4, nữ DJ cho biết đã nhận được giấy mời làm việc của Sở Thông tin Truyền thông đã vào buổi sáng ngày 26 tháng 4. Cô khẳng định việc kiến nghị những người tung tin bị đặt xúc phạm mình trên mạng, đồng thời nữ DJ lo ngại giới trẻ bắt chước, bịa chuyện và bôi xấu người khác, miễn không nhắc tên tuổi cụ thể, năm sinh như gợi ý của ai đó. Đó. Coi như là không có nhắc tên, không có nói cụ thể tên một người nào thì làm sao mà kiện được quý vị? Kiện là như thế nào? Và cái vấn đề ở chỗ là hiện tại bây giờ thì coi như là nam em cũng coi như là không có nói gì nữa cả. Tức chân là đã stop rồi, tức là sau cái lần thứ hai mà Sở Thông tin Truyền thông đã mời lên triệu tập và phạt 10 triệu đồng đó, thì nam em cũng đã hiểu ra vấn đề là mình bị sai. Mình bị sai khi mình lên trên mạng xã hội để mà công kích bất cứ một người nào khác. Mình chỉ coi như là đính chính về bản thân mình nếu như họ nói sai. Nói một lần để cho khán giả họ tìm hiểu. Còn ai mà vu khống xúc phạm mình, trình tất cả những cái đó lên trên công an đây là họ làm việc. Ha? Trình lên công an thôi chứ không có trình lên sở gì hết. Không tin gì hết. Ai mà có là cái là xúc phạm vu khống nặng nề mình, cứ trình tất cả những cái bằng chứng lên công an và mình nên im lặng. Không cần phải làm gì nhiều, không phải và là lên trên đó, trên mạng mà để mà chửi qua chửi lại, làm coi như là làm náo loạn xã hội, không cần thiết. Tại vì những người mà họ vu cáo, họ xúc phạm, họ nhục mạ mình á, thì những người đó hoàn toàn mình không biết, hoàn toàn là những cái nick, đôi khi đó là những cái nick ảo, những cái nick giả. Còn mình là một cái người nổi tiếng, mình đứng trên mạng xã hội, mình là một người nổi tiếng thì mình không có cần phải thiết phải mà xô những cái ngôn từ mà không chuẩn mực lên trên mạng xã hội để người ta đánh giá mình. Đôi khi có những người khán giả họ lại không đọc được những lời bình luận chửi mình, mà họ chỉ nghe cái lời mình chửi người ta thôi, và bắt đầu họ đánh giá mình là một người không tốt. Thì cái đó cũng là một thiệt hại về bản thân của mình. Vì vậy cho nên là không cần thiết khi mà mình phải lên trên mạng để mình đớp chát, mình chửi bới lại những người khác khi mà mình chẳng biết người đó là ai. Chỉ là những lời bình luận họ viết trên mạng xã hội thôi. Mình không biết họ là ai, mặt mũi ra sao và sống ở đâu nữa. Đôi khi đó là những nick ảo, nick giả mà người ghét mình họ vô, họ lập ra những cái nick tào lao đó. Tất cả nếu đó mình thấy càng ngày càng quá đáng, mình trình hết cho công an để họ có biện pháp họ xử lý.
an ninh mạng họ sẽ vào, họ xem xét và họ sẽ xử lý. Đúng không ạ? Còn mình thì không cần thiết. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì năm em đã hiểu ra vấn đề rồi. Sau khi mà lên trên sở thông tin truyền thông cái lần thứ hai thì năm em đã hiểu ra vấn đề. Và bây giờ sẽ không có còn cái vấn đề về lên trên mạng để mà nói bất cứ một nhân vật nào. Bây giờ chỉ lo làm ăn buôn bán, thì đó là một cái sự tiến bộ, phải không ạ? Một cái suy nghĩ trở lại tiến bộ rất là nhiều rồi. Và chúng ta nên ủng hộ những vấn đề đó. Phải không ạ? Đó, chứ bây giờ mày kiện tụng thì để làm cái gì? Nói chung là không đơn giản đâu. Để có những vấn đề về những cái vấn đề tự do ngôn luận trên mạng xã hội mà kiện tụng nhau thì cũng không hay lắm. Chứ bản thân thiệt hại nó thuộc về mình nữa. Còn hiện tại bây giờ thì nam em cũng đã nói mà, cô ấy làm lơ, ai muốn kiện kiện mà, đâu có vấn đề gì. Trong khi trường hợp của Văn Cân 98 là ngày xưa cũng bị người khác đã kiện rồi, cũng là đấu qua đấu lại. Người ta nói rằng là nếu như mà mình không muốn người ta nhắc tên mình, nếu như mình không muốn ai có lời lẽ xúc phạm mình, thì tốt nhất mình không nên có bất kỳ một lời lẽ nào xúc phạm người ta. Đó là tốt nhất. Nếu như mình là một người bình thường, mình im lặng, mình không nói đụng đến ai, thì chắc chắn sẽ không ai nói đụng đến mình. Đúng không ạ? Có lửa mới có khói mà. Đó, không có lửa sao có khói được. Vậy thôi ha. Rồi, hôm nay thì Quốc Võ Entertainment cập nhật một cái tin nóng showbiz về vấn đề này trong ngày hôm nay. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip rất là đặc biệt. Hôm nay là một ngày cũng khá vui, cho nên là Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời luôn ha. Quý vị hãy coi cái clip sau đây để biết là khuyến mãi như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hello cả nhà thân mến. Hôm nay Quốc Võ có một góc riêng rất là ấm cúng như thế này để mình pha trà, mình mời cả nhà mình ha. Xin mời cả nhà mình. Đó. Cái trà này uống rất là tốt quý vị, thơm ngon. Đặc biệt á, là trà này là trà chữa bệnh chứ không phải là trà mà giống như là trà khác nha, không phải là trà xanh hoặc trà ô long nha quý vị nha. Cái trà này đó uống vô đó là để giảm mỡ trong máu, quân bình lượng đường huyết ha. À, giúp cho ngủ rất là ngon, giúp cho tránh vấn đề về đau khớp. À, rất tuyệt vời luôn. Đây nè quý vị nè, trà này nè. Ashitaba của Nhật Bản. Cái hộp này á, chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy bên trong có 6 ngăn tất cả. Đây, 6 ngăn. Mỗi ngăn như vậy là 10 gói, như vậy là 60 gói ha. Và hiện tại bây giờ thưa quý vị, cái giá bán chỉ có $65 cho một hộp thôi. Wow, rất rẻ luôn. Sản phẩm từ Nhật Bản 100% nha, sản xuất tại Nhật Bản 100% luôn. Thì thưa quý vị, cái trà này đó được làm từ cái lá cây Ashitaba trong một cái vùng biển của Nhật Bản, mà vùng biển này rất là đặc biệt luôn, một hòn đảo đó. Và trong cái lá cây Ashitaba này đó nó có cái chất gọi là chất chalcon. Cái chất chalcon này nó giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu ha, tránh đau khớp, quân bình lượng đường huyết rất là hay. Cho nên là các nhà khoa học của họ mới nghiên cứu cái lá cây này và họ làm thành những cái họ trà cho dân của họ uống. Nhưng mà sau này thì chúng ta may mắn là chúng ta cũng sở hữu được là xuất khẩu qua Mỹ rồi quý vị ha. Cho nên là Quốc Võ rất là vui khi mà mình làm đại lý của hãng trà này. Nhưng mà trong cái mùa tri ân khách hàng của Quốc Võ này đó, thì mình sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho các khán giả của mình, khán giả thân thương của mình. Là nếu như quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp. Đó, đặc biệt không? Mỗi hộp có $65 thôi mà chúng ta mua 4 hộp là chúng ta được tặng free một hộp rồi. Và chưa hết đâu, còn được tặng thêm một bịch bức tắc mật ong nữa. À, cái này nè. Mùa này cảm cúm nhiều quý vị ha, cảm sổ mũi nhức đầu rồi ho rồi khan tiếng tùm lum hết á, thì mình ăn cái bức này nè, rất là ngon và nó tăng cường vitamin C cho mình nữa. Thì mình ăn bức, mình uống trà. Đó. Thì trong cái mùa tri ân khách hàng quý vị ha, Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng là nếu quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa và tặng thêm một bình bức nữa ha. Đó, mau mình order để mình có trà mình uống quý vị ơi. Thì cái số điện thoại của Quốc Võ đó là 7142479474 nha, 7142479474. Hoặc là quý vị nào mà ở Việt Nam hoặc là Canada thì có thể là liên lạc qua cái Zalo là +1 7142479474 nha, +1 7142479474. Rồi, mời mọi người. Đó, mình cứ pha trà như vậy nè, cái bình thủy tinh như này mình uống thơm ngon lắm quý vị.
Bây giờ thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất đặc biệt. Đây nè, đông trùng hạ thảo. Wow, nghe tên nghe đã không? Đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan. Bhutan là một đất nước có đông trùng mà tốt nhất thế giới, ở trên đỉnh núi tuyết quý vị. Bây giờ có nhiều cái đông trùng mà nhân tạo họ trồng cấy từ Tây Tạng, từ Trung Quốc, rồi từ Việt Nam vân vân. Nhưng mà cái đông trùng mà tinh chất từ con đông trùng thiên nhiên ở trên đỉnh núi tuyết á, thì chỉ có Bhutan thôi quý vị, mới là tuyệt vời. Thì cái nhà khoa học của Mỹ họ mới đem về, họ nghiên cứu từ cái con đông trùng Bhutan đó và họ chế ra thành những viên con nhộng để họ bán, để cho cái giá thành nó giảm xuống, nó rẻ xuống, để cho ai cũng có thể là sở hữu được. Mỗi hộp này vậy quý vị chỉ có $200 thôi, $200 trong hộp này thôi, 90 viên tất cả quý vị. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên vào buổi sáng trước khi ăn. Một hộp này chúng ta uống 1.5 tháng là hết. Chỉ có $200 thôi quý vị. $200 nha. Rất tuyệt vời luôn. Mà nếu như á mà quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng hạ thảo này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetoba này miễn phí. Hộp trà này giá trị là $65. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng, mình tặng cho quý vị một cái hộp trà này miễn phí. Đồng thời tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu Tibet này đó là giúp cho chúng ta là mình thoa vào, ví dụ những chỗ nào mũi cắn, chúng ta bị sổ mũi trước đầu, chúng ta bị đau lưng, đau mình mẩy gì đó quý vị, nó thay thế dầu xanh á, giống như là dầu nóng vậy đó, dầu xanh á, nhưng mà cái mùi là mùi quế rất là thơm ha, và cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Cho nên là cái quà tặng rất tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng, quý vị sẽ được tặng là một hộp trà này và một chai dầu này, hai thứ này. Tổng phần quà cộng lại là $80. Nếu quý vị nào mua 2 hộp đông trùng hạ thảo ha, thậm chí là quý vị được free ship luôn nếu quý vị nào ở Mỹ hoặc là Việt Nam. Tất cả các nơi nào tại nước Mỹ hoặc là tất cả các tỉnh thành nào tại Việt Nam đều được free ship luôn không quý vị. Chỉ có $400 cho 2 hộp đông trùng thôi thì được free một hộp trà và một chai dầu. Free ship luôn quý vị nha. Ha. Một cái đợt riêng khách hàng quá tuyệt vời luôn. Và mọi người hãy mau nhanh tay nhắn tin hoặc là điện thoại cho Quốc Võ. Số điện thoại là 714-247-9474. Ha, nhắc lại là 714-247-9474. Hoặc là số Zalo là +1 714-247-9474. Ha, nhắc lại số Zalo là +1 714-247-9474. Rồi, mời cả nhà mình một cái tách trà nha. Bây giờ còn một sản phẩm đặc biệt nữa quý vị. Phu Coi Đành. À, mọi người mà biết tìm hiểu về thuốc, những dược thảo mà tuyệt vời đó, thì không ai không biết là Fucodan. Fucodan là tinh chất từ Nhật Bản. Ha, người ta đã tìm ra cái chất này cả 100 năm trước rồi quý vị. Và người ta dùng nó để cho là ngăn ngừa và điều trị ung thư. Tuyệt vời. Thì hiện nay nó còn nằm trên bàn đây quý vị. Đây. Một cái chai Fucodan. Quá tuyệt vời. Ngày xưa cái chai này quý vị biết là nó mắc tiền dữ lắm luôn. Nhưng mà bây giờ làm tại Mỹ 100% USA, made in USA, chỉ có $200 thôi quý vị. Có ai mà tin được cái chai Fucodan mà chỉ có $200 không? Mà làm tại Mỹ 100% quý vị. Thấy không? Cho nên á là thưa quý vị, đây là một cái thần dược mà để ngăn ngừa ung thư. Hiện tại bây giờ hả, ung thư quá nhiều đi. Thực phẩm rồi bị ngộ độc rồi. Rồi rau củ quả thì người ta xịt thuốc trừ sâu vô đó để người ta làm cho cái rau nó tốt tươi vậy đó quý vị. Rồi nó ăn vô nó lại là tác hại ung thư rất là nhiều luôn. Cho nên ta sợ dữ lắm. Cho nên người ta cần cái loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư. Thì Fucodan là thuốc, loại thuốc duy nhất và tuyệt vời nhất gọi là để ngăn ngừa ung thư. Và thậm chí là hỗ trợ cho cái việc mà điều trị về hóa trị và xạ trị, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Fucodan là the best luôn, tốt nhất. Thưa quý vị, đây. Còn bổ thận, bổ gan, bổ phổi là cái chuyện đó rất bình thường rồi, phải không ạ? Đông trùng hạ thảo hoặc là Fucodan đều mang tính chất là bổ gan, bổ thận, bổ phổi. Đông trùng thì giúp đỡ thêm cho chúng ta về vấn đề về tránh tiểu đêm, tiểu nhất. Còn Fucodan thì nó mạnh, rất là mạnh về vấn đề về ung thư. Cho nên là đây là một loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư là tuyệt vời nhất. Và hiện tại bây giờ giá bán bao nhiêu quý vị? $200 thôi, mình nói là mình không thể tin được. $200 cho một hộp này mà tới 180 viên luôn quý vị. Nếu như mình chưa bao giờ có bị ung thư, mình ngăn ngừa đó, thì mình uống ngày 2 viên thôi. Còn nếu như chúng ta đang bị ung thư thì tùy theo giai đoạn nặng hay nhẹ mà chúng ta uống là từ 4 tới 6 viên cho mỗi ngày nha. Còn chúng ta chỉ để ngăn ngừa thôi thì chúng ta uống ngày 2 viên thôi. 180 viên này chúng ta uống được 3 tháng như quý vị nha. Chỉ có $200 thôi quý vị. Giá quá rẻ luôn. Đó. Nhưng mà chưa hết đâu.
trong cái mùa tri ân khách hàng, Quốc Võ sẽ để cho quý vị một cái giá đặc biệt và khuyến mãi đặc biệt luôn. Tức là nếu quý vị nào mà mua hai hộp Fugran này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà Asitaba này ha, tặng free một hộp trà này, giá hộp trà này là $65 tặng free luôn, kèm theo một chai dầu Tibet nữa, chai dầu này giá $15 tặng free luôn. Tức là tổng của hai cái phần quà tặng này là $80. Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp Fugran tặng free hai hộp này, đồng thời free ship cho quý vị luôn nha, free ship luôn đó. Quý vị có thể order cái là hai hộp đông trùng, hoặc là quý vị có thể order hai hộp Fugran, hoặc là thậm chí quý vị có thể là order mỗi thứ một hộp, miễn sao cộng lại là hai hộp thôi là ok, đều được free một cái hộp trà Asitaba và free một cái dầu này và free ship nha quý vị. Đó, không có cái đợt khuyến mãi tuyệt vời nào bằng cái đợt này hết quý vị, bởi vì tri ân khách hàng đó, mỗi năm như vậy thì có một vài lần để tri ân khách hàng đó, thì mình có những cái đợt khuyến mãi thế này để mình cảm ơn tri ân khách hàng. Thì quý vị hãy mau mau điện thoại hoặc là nhắn tin cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474, hoặc là cái Zalo là +1 714-247-9474 nha quý vị nha, +1 714-247-9474. Đó, quá tuyệt vời. Rồi, Quốc Võ mời cả nhà mình cùng nâng ly ha. Cái trà này thơm dữ lắm, uống cả ngày vậy đó. Và nhân dịp cái ngày mới đó, thì Quốc Võ xin mến chúc cho tất cả quý vị một ngày mới thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới nha. Ok, xin tạm biệt quý vị.